All this time that you rain on my parade, I know the close you're getting, you see my name. You think it broke my heart, a girl for goodness. You think I'm crying, you're my own where I am. And I tell you what, what it's all, cause I really want anyone think it, I still care at all. But you still hit my phone up. Maybe I'll be moving on, and I think you should be something I don't wanna hold. Maybe you should know this, my mama don't like you, she likes everyone. And I never lied to admit that I was wrong. I've been so caught up in my job, didn't see what's going on, and now I know I'm better sleeping on my own. Cause it feel like the way you look that much. Oh baby, you should go and love yourself. And if you think that I'm still holding on to something, you should go and love yourself. When you show me that you hated my friends, the only problem would be is you and not them. And every time you told me my opinion was wrong, try to make me forget where I came from. And I turn to one of my song, cause I didn't want anyone think it, I still care at all. But you still keep my phone up. Baby, I'll be moving on, and I think you should be something I don't wanna hold back. Maybe you should know this, my mama don't like you, she likes everyone. And I never liked to admit that I was wrong, cause I've been so caught up in my job, didn't see what's going on. Now I know I'm better sleeping on my own, cause it feels like nothing at all. I never felt so low while I was all up. Was that a fool you left to break down my words? And I tell you what, what I saw, cause I didn't want anyone think it, I still care at all. But you still keep my phone up. Baby, I'll be moving on, and I think you should be something I don't wanna hold back. Maybe you should know this, my mama don't like sing it. You, she likes everyone. And I never lied to admit that I was wrong. And I've been so caught up in my job, didn't see what's going on, and now I know I'm better sleeping. Một tràng vỗ tay thật lớn dành cho Justin Bieber. Yeah, cảm ơn anh rất là nhiều. Cảm ơn Phạm Việt Thắng, hay quá, hát rất là hay luôn. Cá nhân Khánh không phải là ca sĩ nên Khánh chỉ là thấy hát quá hay. Nhưng mà gọi là giống hay không thì chắc phải hỏi anh Thanh Duy nè. Anh Thanh Duy cũng là một trong những người trẻ rất là hay nghe nhạc của Justin Bieber đúng không ạ? Đúng rồi, dạ Thanh vâng. Duy nghe nhiều USUK. Phải nói là khi mà bạn bước ra sân khấu là rõ ràng là có một cái phong cách rất là Justin luôn. Cái cách bạn đi đứng, cái cách mà bạn tháo cái tay xua ra khi mà bạn hát, rồi cái cách mà bạn giao lưu với tất cả mọi người á thì cũng rất là Justin. Cũng cái kiểu chắc là
bình thường ở bên ngoài bạn cũng vậy đúng không? Là em cũng đã cố gắng xem xét rất nhiều và cố gắng học hỏi rất nhiều đó, cho nên là rất là giống Justin. Tuy nhiên vì bạn chọn cái tiết mục này á, em thấy tiếc, tại vì á là mình chơi cái chương trình này á là mình mỗi tuần lại là một cái thử thách mới hoàn toàn khác, mình nên lựa chọn một cái gì đó mà nó khác so với bản thân mình của những tuần trước, hoặc là phải là một tiết mục gây ấn tượng mạnh, phải nói là phải hát rất hay và tạo hình trên sân khấu cũng rất là giống, nhưng mà nó chỉ dừng lại ở một tiết mục như vậy thôi, nó bị trôi qua, nó không có cái điểm bám lại vì hơi tiếc cái đó. Tại vì Justin có rất là nhiều tiết mục đỉnh cao, có một tiết mục ở trong Victoria's Secret Show cũng hay luôn, bạn có thể cho người mẫu đi la vòng vòng cái này cũng hay mà. Nói chung là có rất là nhiều cách để mà mình làm tiết mục mình được ấn tượng, tại vì mỗi tuần ở sân khấu này là một cơ hội rất lớn để mình được giới thiệu giọng hát và phong cách của mình đến tất cả khán giả cả nước, cho nên phải tận dụng mọi cơ hội. Em cảm ơn anh rất nhiều ạ. Em xin phép hỏi ý kiến từ chị Mỹ Linh ạ. Chị thấy là cái việc mà em nói là cái bài hát nó bị cuốn đi là đúng, nhưng mà chị nghĩ rằng lý do không phải là do chọn bài, lý do là em không chắc nhịp. Khi hát với cả một guitar em phải rất chắc cái groove của cái bài này thì là em bị cuốn. Và khi mà mình bị cuốn đi á thì khán giả người ta không biết tại sao, người ta chỉ biết là nó không đọng lại thôi. Và đặc biệt là khi em ra giao lưu với cả bốn bạn ở bên kia là em bay luôn, nó không còn cái tiết tấu nữa, anh guitar thì vẫn tan 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 tan, còn em là em cuốn một mình em một nhịp. Nên là chị nghĩ rằng là để mà hát acoustic một mình một guitar thì em phải giữ được một cái nhịp sinh lý rất là giỏi. Khi mà em giữ được cái nhịp như thế á, anh Thanh Duy sẽ không nói rằng là bài hát này hôm nay không làm cho anh ấy cảm thấy đọng lại. Còn về nhân dáng thì chị thấy cũng giống này, bài hát thì chọn chị cũng không thấy tệ, và em hát tiếng Anh cũng rất là hay. Bây giờ chỉ cần tập thêm về tiết tấu thôi. Vâng, cảm ơn giám khảo Mỹ Linh ạ. Nãy giờ là anh Thanh Duy và cả chị Mỹ Linh đã nói về phần giọng hát của bạn rồi. Bây giờ bắt đầu chúng ta soi vào chi tiết về phần hình thức thì phải mời giám khảo Đại Nghĩa ạ. Hôm nay thật ra với Thắng thì về cái ngoại hình là ổn. Cái phần hóa trang của em chuẩn bị những cái phụ kiện và cả những cái hình xăm trên tay thì em cũng đã làm rất là tròn trịa. Cái điều đó anh không có gì đã phải chia sẻ thêm đâu. Anh cũng có cái cảm nhận giống như của Duy vậy. Khi mà em bước ra, anh vẫn đang trông chờ một cái điều gì đó hấp dẫn hơn. Tuần trước anh quá ấn tượng với một Brian Adam, bụi bặm, lãng tử, hát cái bài Everything I Do It For You quá tuyệt vời. Và cái chất giọng khàn của em nó phù hợp. Nhưng mà tuần này cũng với một cái phong cách bụi bặm của Justin ở cái thời điểm này thì nó lại có cái màu sắc tương đồng với cái anh chàng Brian của tuần trước. Nếu như tuần này cũng là Justin mà em chọn một ca khúc, có thể là cái thời điểm anh ấy đang là thiếu niên chẳng hạn, một cái hình ảnh hoàn toàn khác, nó có cái sự trẻ trung, nó có sự tung tăng trên sân khấu, nó sẽ mang một cái màu sắc khác và người ta sẽ nhìn thấy ô, hóa ra Việt Thắng không phải chỉ là hình ảnh bụi bặm ngang tàn như thế mà cũng có thể hóa thân thành những cái cậu trẻ, những chàng trai tuổi mới lớn và Justin, mang những màu sắc khác lạ cho chương trình. Justin cũng hay hát cùng với những cái nghệ sĩ khác đúng nữa rồi. Cho nên bạn có thể là một cái tiết mục mà kết hợp một cái nghệ sĩ nào đó sẽ rất là hay và nhiều tiết tấu hơn đúng không anh? Thì anh nghĩ rằng với tiết mục ngày hôm nay không phải là không hay, nhưng mà so với tiết mục tuần vừa rồi nó không có cho anh một cảm giác wow, ồ, à, ngạc nhiên. Đó, chỉ vậy thôi. Cảm ơn em rất là nhiều. Em cảm ơn các anh các chị rất nhiều ạ. Cảm ơn ba vị ban giám khảo của chúng ta và một lần nữa cảm ơn Phạm Việt Thắng. Xin chúc mừng.